Thân mến, tôi xin được trình bày nội dung nhiễm trùng và vaccine trong COPD. Nếu chúng ta nhìn vào một cái bức tranh tổng thể của COPD về bản chất bệnh học và các yếu tố tác động, thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các cái yếu tố tác động đến COPD, chứ không phải là câu chuyện chỉ có thuốc lá không. Và do vậy thì cái chiến lược chúng ta tiếp cận đối với COPD phải là một cái chiến lược mang tính đa phương thức, thì chúng ta mới ngăn chặn được cái diễn biến xấu của bệnh COPD được. Nếu mà nhìn về bản chất bệnh học ấy, thì tôi rất muốn nhấn mạnh từ cái diễn đàn này là chúng ta nên nhìn cái vấn đề thuốc lá ở dưới góc độ của các tác động từ bên ngoài. Tuy nhiên ấy, thì thuốc lá nó chỉ là yếu tố khởi động cho những cái tác động từ các cái yếu tố từ bên trong. Và như vậy rằng chúng ta đã thấy rằng là yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại sinh là đồng tác động tạo nên các cái gốc oxy tự do dẫn đến các cái biến đổi có tính chất là vòng xoắn ở trong COPD, kể cả các cái biến đổi có tính là phản ứng đặc hiệu của cơ thể theo cái hướng chiều hướng miễn dịch. Ở đây chúng ta nhìn thấy một cái sơ đồ mô tả một cái bạch cầu mà nó có một cái tế bào mà nó có cái nhiệm vụ trình diện kháng nguyên, thì chúng ta gọi là tế bào đuôi gai. Khi tế bào đuôi gai tiếp nhận các cái kháng nguyên của chúng ta, có thể đó là các kháng nguyên từ trên niêm mạc của đường thở, có thể là kháng nguyên trong quá trình phá hủy cấu trúc của cơ thể chúng ta sinh ra, mà chúng ta quen gọi là PAM và DAM đó, thì các cái tác nhân đó nó sẽ kích hoạt các cái hoạt động của các cái tế bào lympho gọi là ngây thơ, biệt hóa hoặc là có thể theo chiều hướng TH1, có thể biệt hóa theo chiều hướng TH2. Và như vậy có thể nói rằng bản chất viêm trong COPD là một câu chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ và hết sức phức tạp. Nếu như chúng ta thấy rằng đã hình thành nên một cái câu chuyện phản ứng có tính chất là tự thân như vậy, thì bản thân trong COPD quá trình viêm nó là một quá trình tạo nên một cái vòng xoắn, mà cái vòng xoắn nó đã được lưu ý rất nhiều trong các cái những cái bài viết về sinh bệnh học COPD. Và thật sự mà nói thì khi chúng ta ngưng thuốc lá thì cái vòng xoắn này nó vẫn hoạt động, cho nên rằng người ta vẫn thấy các cái tình trạng viêm ở trên đường thở của bệnh nhân COPD vẫn tăng, thậm chí 10 năm sau khi bệnh nhân ngưng hút thuốc lá. Như vậy rằng câu chuyện của chúng ta cần phải hết sức lưu ý là câu chuyện không chỉ có ở thuốc lá, mà chúng ta cần phải lưu ý câu chuyện viêm và câu chuyện phản ứng tự thân của bệnh nhân theo cái chiều hướng các cái phản ứng có tính đặc hiệu. Ở trên cái sơ đồ này cho chúng ta thấy cái vai trò của bạch cầu đa nhân trung tính. Theo tất cả các cái tác động mà tôi vừa nói là PAM và DAM thì bạch cầu đa nhân trung tính đều là bị kích thích hết. Và chúng ta cũng thấy rằng là bạch cầu đa nhân trung tính chiếm một cái vai trò hết sức quan trọng ở trong cái phản ứng viêm trên đường thở của bệnh nhân COPD và bệnh nhân hút thuốc lá. Và cái vai trò đó nó sinh ra các cái proteinase, trong đó đặc biệt là metalloproteinase là một cái protein phá hủy cấu trúc rất là quan trọng của bạch cầu đa nhân trung tính. Nó dẫn đến cái biến đổi cấu trúc mà chúng ta vẫn nói ở trong COPD. Ở trên slide này cho chúng ta thấy các cái biến đổi cấu trúc. Ví dụ ở đây người ta dùng một cái thông số là FEV1 là vấn đề thông khí, người ta dùng một cái thông số nữa LAA tức là biến đổi cấu trúc ở tầng nhu mô phát hiện ở trên CT scan, cho chúng ta thấy rằng metalloproteinase nó có một cái mối tương quan thuận rất là rõ ràng đối với các cái biến đổi cấu trúc. Hay nói một cách khác là bạch cầu đa nhân trung tính của chúng ta nó hoạt động kích hoạt bởi PAM và DAM, và dưới góc độ của một cái vòng xoắn về mặt bệnh lý ở trong cái bệnh cảnh của COPD, chứ nó không phải hoàn toàn có tính chất tách rời, có tính chất tác động tức thời của khói thuốc lá. Ở đây chúng tôi lại muốn nói đến một cái yếu tố khác, đó là vấn đề PPM. PPM là cái chữ viết tắt của các tác nhân vi sinh có tiềm năng gây bệnh mà colonization tức là quần cư ở trên đường thở của chúng ta. Ở đây chúng ta biết rằng là trên những người hút thuốc lá và trên những người COPD thì cái đặc tính về cái phổ microbiome của các cái vi khuẩn trên đường thở của bệnh nhân nó rất khác so với một người bình thường. Ở đây chúng ta thấy rằng là đại diện là Haemophilus influenzae, cho chúng ta thấy rằng là khi có cái tăng tải lượng của Haemophilus influenzae trên đường thở thì chúng ta cũng thấy có cái hiện tượng gia tăng các cái mạc cơ viêm ở trên đường thở của chúng ta, đặc biệt là trên bệnh nhân COPD. Với cái hình này thì cho chúng ta thấy rằng là trên một cái người COPD ở giai đoạn ổn định và trên một người COPD ở giai đoạn ổn định nhưng mà ở mức độ nặng, thì chúng ta thấy rằng các cái phổ vi sinh của các vi khuẩn quần cư nó không giống nhau. Theo cái chiều hướng là nó sẽ giảm cái tính đa dạng, nhưng mà nó lại tăng tải lượng các vi khuẩn mà chúng ta gọi là PPM, tức là các cái vi khuẩn có khả năng gây bệnh ở trên đường thở của chúng ta. Đây là một cái điều hết sức đáng chú ý, bởi vì cách đây khoảng độ chừng hơn 10 năm chúng ta có nghe một cái giả thuyết đó gọi là giả thuyết xuống rồi lại lên. Cái giả thuyết này nói rằng là các cái vi khuẩn ở trên đường thở của chúng ta đó,
nó sẽ tăng dần cái tải lượng của nó lên. Và khi chúng ta sử dụng kháng sinh thì các vi khuẩn ở trên đường thở chúng ta nó sẽ giảm xuống. Và sau khi chúng ta ngưng một cái điều trị kháng sinh thì vi khuẩn nó lại đi lên. Và đi lên đến một cái ngưỡng nào đó nó có thể đủ tạo nên một cái đợt cấp. Đấy là cái giả thuyết Fornarine mà chúng ta đã nghe nói. Nhưng mà gần đây người ta đã chứng minh rằng là cái việc mà chúng ta điều trị bằng các cái thuốc kháng sinh, thí dụ như doxycycline, azithromycin hoặc là moxifloxacin một cách kéo dài đó, thì câu chuyện của cái tải lượng của các vi khuẩn này hoàn toàn không thay đổi. Hay nói một cách khác là tác động của kháng sinh trên các cái vi khuẩn này không thay đổi theo cái giả thuyết Fornarine mà chúng ta đã từng nhắc đến ở trong quá khứ. Cái câu chuyện của các cái vi khuẩn ở trên đường thở của chúng ta đã cuốn hút rất là nhiều cái sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Ở đây chúng ta biết rằng là nếu như chúng ta có các colonization, tức là vi khuẩn quần cư là Haemophilus aegypti, thì bệnh nhân rất dễ bị nhiễm virus. Vì sao như vậy? Vì người ta thấy rằng là nếu như mà bệnh nhân nhiễm Haemophilus aegypti thì người ta sẽ phát hiện ra cái phân tử dính, nó gọi là ICAM, ở trên các cái tế bào, các cái cấu trúc ngoại bào của các cái tế bào trên đường thở nó gia tăng lên. Và khi nó gia tăng cái ICAM lên ấy, thì cái khả năng bị nhiễm virus, hay là nói cái khác là khả năng mà các virus từ bên ngoài xâm nhập vào đường thở nó dính được trên bề mặt niêm mạc nó sẽ tăng lên. Và chúng ta đã chứng minh được cái chuyện là nếu như có Haemophilus aegypti quần cư đấy, thì cái tải lượng của các cái gây nhiễm thực nghiệm của virus trên đường thở của chúng ta nó sẽ tăng lên một cách rất là có ý nghĩa. Và cái điểm thứ hai nữa là khi mà chúng ta thấy rằng là cái tải lượng của các cái vi khuẩn mà gọi là PBM mà nó tăng lên đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái đặc tính viêm của bệnh nhân cũng gia tăng. Hay nói một cách khác là câu chuyện của vi khuẩn ở trên đường thở chúng ta hay là microbiome là nó có một cái mối tương quan rất là có ý nghĩa đối với cái diễn biến viêm ở trên đường thở của bệnh nhân COPD. Ở đây người ta xét yếu tố của bạch cầu đa nhân trung tính, rồi là ELISA của bạch cầu đa nhân trung tính, rồi là interleukin 8, rồi lymphocyte, cho chúng ta thấy rằng là nếu như bệnh nhân có các cái vi khuẩn mà quần cư đó mà gây nhiễm virus thực nghiệm đó, chúng ta thấy rằng là các cái mạc cơ viêm này nó đều có sự gia tăng hết. Và như vậy rằng là câu chuyện của chúng ta để giải quyết cái bản chất viêm ở trong COPD thì chúng ta cần phải nghĩ đến cái câu chuyện mà chúng ta cần phải giảm cái tải lượng hay là giảm cái đặc tính nhạy cảm của cái cơ chế PAM và DAM ở trong COPD. Bây giờ quay trở lại câu chuyện của phòng bằng vaccine thì chúng tôi xin được đưa ra một vài các cái phân tích gọi là phân tích có giá trị bằng chứng cao nhất, đó là các phân tích meta-analysis. Chúng ta thấy đầu tiên chúng ta nói đến cái vấn đề làm sao để có thể giảm tải lượng của Haemophilus aegypti trên đường thở chúng ta bằng một cái phân tích Cochrane. Chúng ta thấy rằng là ở trên bệnh nhân COPD thì cái lợi ích của vaccine uống mà chống lại cái Haemophilus aegypti là quá nhỏ để ủng hộ cái việc chúng ta sử dụng cái vaccine này cho bệnh nhân COPD. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái lợi ích đối với Haemophilus aegypti nó chưa rõ và chúng ta cũng chưa thấy được đưa vào các cái khuyến cáo trong cái việc mà sử dụng vaccine đối với vi khuẩn này. Cái trường hợp thứ hai là đối với vaccine phế cầu cũng là một cái phân tích Cochrane cho chúng ta thấy rằng đối với phế cầu thì tiêm vaccine làm giảm khả năng đợt cấp COPD và chúng ta đã có bằng chứng chất lượng ở mức độ vừa phải cho thấy lợi ích của việc tiêm phòng phế cầu ở những người bị COPD và không có cái bằng chứng so sánh giữa cái PVSC23 và cái PV13. Chúng ta chưa thấy có cái bằng chứng nào sự khác biệt của giữa các cái vaccine đó. Thế cho nên rằng là ở Việt Nam các cái khuyến cáo của chúng tôi là nếu như chúng ta không có cái vaccine SV23 chúng ta vẫn có thể tiêm cái PV23 cho bệnh nhân được. Thế còn đối với vaccine cúm thì chúng ta thấy rằng là trên bệnh nhân COPD thì vaccine cúm bất hoạt làm giảm đợt cấp do cúm. Đây là một câu chuyện hết sức thú vị bởi vì chúng ta biết rằng là các cái nhiễm virus không đơn thuần là do cúm. Tuy nhiên chúng ta dùng vaccine cúm thì chúng ta thấy nó có hiệu quả rất là rõ rệt và chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có bằng chứng về việc chúng ta sử dụng vaccine cúm và chúng ta cần lưu ý vấn đề chỉ định vaccine cúm cho bệnh nhân COPD. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta đề nghị bệnh nhân tiêm vaccine đó là một câu chuyện có tính chất là tăng các cái dịch vụ chăm sóc y tế và tăng các cái chi phí y tế. Tất nhiên là chúng ta cần phải cân nhắc bởi vì Việt Nam chúng ta nằm ở trong cái đối tượng, nằm ở trong các nước mà kinh tế thu nhập không cao, thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Một cái vấn đề nữa là người ta tìm hiểu là vì sao mà cái hiệu quả của tiêm vaccine nó thấp. Thì trong nghiên cứu mà chúng tôi muốn trình bày ở đây là người ta tìm hiểu các cái tác động trên cái tỷ lệ sử dụng vaccine thì cho thấy rằng là vai trò của bác sĩ là quan trọng nhất
ở trong cái tác động đến vấn đề tiêm vaccine, chứ không phải là điều dưỡng, cũng không phải là các cái cơ sở tiêm vaccine, mà chính là của bác sĩ tư vấn. Chúng ta cũng nghe nói đến một cái hoạt chất mà chúng ta gọi là vaccine của các vi khuẩn ly giải, mà chúng ta gọi là bông cua vaccine OM đấy. Thì chúng ta thấy rằng là cái nghiên cứu mà cho thấy rằng là cái OM85 đó thì cho thấy rằng là nó cũng có những cái tác động thực ở trên cái việc thay đổi ICAM như tôi trình bày, và thay đổi cái interferon gamma, tức là một cái tác nhân kích thích các cái hoạt động đại thực bào ở trên cơ thể chúng ta rất là rõ. Thế nên rằng là trong một cái guideline của Hội Phổi Việt Nam thì cũng có nhắc đến cái chuyện là chúng ta cân nhắc nếu bệnh nhân có cái chỉ định là nhiều đợt cấp. Thì gần đây chúng ta lại nghe nói đến một cái loại vi khuẩn nữa, một cái cầu trục khuẩn gram âm là Bordetella pertussis, mà chúng ta vẫn gọi là tiếng Việt gọi là ho gà đấy. Thế thì ở Mỹ thì khá nhiều các cái nghiên cứu về prevalence của ho gà cho chúng ta thấy rằng là ở hai cái thái cực của cuộc sống về tuổi đó, trẻ nhỏ và người già, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mắc của cái Bordetella pertussis này nó gia tăng lên. Và cũng là rất là thú vị là trong cái Gold 2021, tức là vừa công bố cách đây một thời gian ngắn, cho chúng ta thấy rằng là Gold 2021 cũng khuyến cáo cái việc mà chúng ta sử dụng vaccine đối với cái vi khuẩn ho gà này trên bệnh nhân COPD mà trước đây chưa từng tiêm vaccine đó. Có thể nói rằng là chúng tôi cố gắng đi tìm cái data của Gold 2021 để chứng minh rằng là cái khuyến cáo đó là có cái giá trị về mặt bằng chứng. Tuy nhiên thì Gold 2021 chỉ nói rằng là đây là dựa trên khuyến cáo của CDC mà thôi. Thế như vậy rằng là tóm lại về mặt vaccine mà nói, hướng đến cái vấn đề giải quyết nhiễm khuẩn ở trên bệnh nhân COPD, chúng ta thấy rằng là chúng ta khuyến cáo rất mạnh đối với vaccine cúm. Và tiếp theo nữa là chúng ta khuyến cáo đề nghị là sử dụng kháng sinh đối với phế cầu. Và hai cái này thì tôi cũng rất muốn lưu ý các bác sĩ thực hành chúng ta cần phải chú ý để chúng ta hướng dẫn thực hành cho bệnh nhân được sử dụng vaccine. Ở trong cái tình huống mà chúng ta chưa xác định được chức năng hô hấp, chúng ta cũng nên khuyến khích bệnh nhân tiêm vaccine. Ở trong cái trường hợp mà chúng ta đang quản lý bệnh nhân, chúng ta cũng nên tập trung cái việc mà kiểm tra và đánh giá cái việc sử dụng vaccine của bệnh nhân. Và khi chúng ta cho bệnh nhân xuất viện vì các cái đợt cấp, chúng ta cũng lưu ý là hướng dẫn bệnh nhân sau khi ra viện để chúng ta có thể tiêm được vaccine một cách đầy đủ cho bệnh nhân. Như tôi nói trình bày ban nãy là đối với vấn đề hiệu quả của vaccine thì bác sĩ có một cái vai trò hết sức là quan trọng. Bằng slide cuối cùng thì chúng tôi rất muốn nhấn mạnh cái việc mà chúng ta kết hợp giữa nguồn lực công cộng và cái nguồn lực cá nhân của chúng ta. Chúng ta biết rằng là hiện nay vaccine của chúng ta thì chưa được bảo hiểm y tế thanh trả. Thế cho nên rằng chúng ta cần phải hiểu rằng là câu chuyện để cho giải quyết được cái bài toán nhiễm trùng ở trên người bệnh thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân được sử dụng vaccine có hay không có được thanh trả. Tất nhiên con đường này sẽ là con đường đi lên và sẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ được thanh trả. Cố gắng làm sao để cho bệnh nhân có thể được tiêm vaccine. Xin cảm ơn sự chú ý các anh các chị.